chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu với các bác một em siêu phẩm mang thương hiệu Ý tại thị trường Anh Quốc, Wheeler full carbon, khung và càng carbon 12K. Xe được đánh giá nằm trong top 3 nhẹ nhất năm 2018 do tạp chí thể thao bình chọn. Vâng, sau đây em xin đánh giá tổng thể cho chiếc xe. Rất là nhẹ bác nhá. Em có thể nhưng bằng một ngón tay này, bác nhìn này. Vâng đấy. Xe được chuyển động khí động học, nó rất là nhẹ luôn này. Vâng bác nhá. Bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe nhá. Vâng. Xe Wheeler có tông màu chủ đạo trắng và đen. Rất mạnh mẽ và tinh tế. Đấy bác thấy. Tạo điểm nhấn ở các đường vân 3D giả vân tay. Đây những điểm nhấn của nó đây. Đây tổng thể hình thức màu sắc của xe đây. Khung làm từ sợi carbon 12K các bác nhé. Khung này càng luôn, nguyên một con lê khung và càng là đều là carbon cả. Hợp kim 12K carbon siêu nhẹ. Như các bác đã biết thì carbon chia làm nhiều loại 3, 6 và 12. Với chỉ số càng cao thì sợi carbon có độ bền, hiệu quả, cứng và tốt hơn. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu về các sợi carbon. Carbon 12K các bác nhé. Đây em xin bây giờ vào đánh giá lớp sơn của xe này. Rất là mới luôn này. Không có một vết xước gì cả. Bác nhìn rõ này. Xe em zoom vào cho bác nhìn. Mới luôn này. Không có một vết xước gì luôn. Xe mới em đánh giá trên 95% luôn. Thiếu mỗi cái hộp đóng vào là xe như mới. Xe này được người chủ cũ dùng rất là giữ gìn nhá. Phải là người yêu xe lắm mới có giữ một cái xe một độ mới như này. Đặc biệt là chiếc xe được thiết kế cho hiệu suất khí động học tối giảm trọng lượng của xe thấp nhất. Nên là nó có độ siêu nhẹ nhá, siêu nhẹ. Xe này độ khung của nó cũng chỉ rơi vào tầm 800g, tức là 8 lạng, chưa được 1 cân đâu, bộ khung này. Em đi chi tiết này. Toàn bộ này, khung trên này, sườn này, dưới này và thanh ngang của xe này được xử lý theo tiêu chuẩn Catali nhé. Tiêu chuẩn Catali cho sự cứng cáp và dễ dàng điều chỉnh này, cho xe này. Luôn này. Mới chưa? Đây vết bụi em chưa lau đi là phổi qua là hết. Xe được trang bị dây âm sườn này.
Đây những điểm nhấn vân 3D, vân tay, giảm vân tay này. Rất là nổi luôn. Đây là lốp dầu em lau đi hết này. Đây là dầu xe. Chứ ngoài bẩn nó nhé. Xe rất là mới. Đây. Đây. Các bác thấy rõ đây là số liệu thống kê của khung xe bác nhé. Được in chìm như bình thường là những xe khác là in được bằng tem nhé. Tem lỗi có thể bóc được. Nhưng cái này là xe khung xe đâm xe hiệu chính hãng. Đâm ma được in chìm. Không mở bóc được ra luôn. Các bác nhìn rõ này. Dopper Lover in Italy, the Italy. Tức là thương hiệu xe tại bên Ý nhá. Đây bác nhìn rõ này. Đây. Nhưng mà xe này là chuyên dùng cho bên Anh Quốc này. Bên Ý nhưng đi ra cho bên Anh Quốc. Đây là thông số khung này. Đây bác nhìn này. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm này. Size 50. Size 50 này là thích hợp các bác cao từ 1m65 cho đến 1m75. Vâng, tộc yên carbon các bác nhé. Nguyên theo xe, tộc yên của xe carbon. Tộc carbon yên Pizoro vẫn còn đẹp. Tuy hơi vết ố ở đây. Học xe không carbon này. Đây là thông số bằng sau xe này. Thông số của học yên này. Carbon này các bác này, của carbon này. Xe được trang bị với cấu hình tay lắp Sora. Shimano Sora. Rất mới luôn. Càng xe này. Càng này là rất dễ sử dụng khi mà mình đi đường trường, đường đua nhá. Phanh ba mảnh Techo. Đây, những cái đường vân chéo này tạo cảm giác rất là mạnh mẽ này bác này. 3D này. Ghim lỗi hình tam giác. Đây cái như ở cái trụ tam giác này. Tạm giác cho xe rất là khỏe khoắn nhá. Wheeler. Bùi đĩa nhôm nhá. Lạc quốc. Bidan Wiggle. Bộ đề Shimano. Đây. Xe này có được thiết kế cái bộ dây dây đề đi âm này. Bình thường xe thì dây thường thường dây là chạy bên dưới. Theo các những xe khác chạy bên dưới, nhưng xe này được sản xuất khí động học. Đâm vào giảm thiểu tạp tối thiểu về hình thức xe và trọng lượng của xe. Đâm vào nó chạy được dây bên trong thì các bác nhìn này. Chạy dây trong đây, cái lỗ của nó này. Đây, đi từ lỗ này ra đây. Nó như kiểu dây âm sườn đi ra luôn ấy. Bộ Meyer Shimano. Cũng của Shimano nhá, Shimano luôn này. Đây. Meyer trước cũng Shimano các bác nhìn này. Bành 700C. Nhôm hai lớp. Rất sáng và bóng. Lốp ken da. Căm này. Bác nhìn căm này. Căm lốp này. Chân lốp này. Rất sáng luôn.
Căm này thì các bác đi mưa, đi mưa thoải mái luôn nhá, không bị sợ han gì nhá. Đấy, chuyển động rất là mượt luôn này. Căm đũa lốc. Vâng, xe được trang bị đề Sora với 9 tầng lip nhá. Hai đĩa. Bộ chuyển động của xe 18 tốc độ. Thân 3 mảnh tất trô. Đây. Các bác nhìn rõ. Rất là bon và êm các bác nhé. Bây em sang bên phía này cho các bác nhìn xem cái độ mới của xe này. Đây là vết dầu rồi, em lau qua là hết rồi. Đấy. Xe được thiết kế là khá là gọn, nhẹ. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe hiệu Willy của Ý, design trên thị trường Anh Quốc với bộ chuyển động khí động học, giảm thiểu tối đa. Đó là xe nó có độ nhẹ rất là ít, chỉ rơi vào tầm bộ khung chỉ tầm 800g mà thôi. Rất siêu siêu nhẹ luôn. Carbon 12K, nguyên full bản, cả khung và càng xe. Vâng, xe bên em có giá là 9,5 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ với em qua Zalo 0975 709 943. Lên hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, ấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương trình ngày mai.